Kính thưa quý khán giả, ai đắc cử tổng thống thì kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với lạm phát cao. Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin nổi bật khác. Ông Kennedy tuyên bố ủng hộ ông Trump. Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với các nước thứ ba. Israel tấn công vào miền nam Lebanon. Kính thưa quý khán giả, theo các chuyên gia kinh tế thế giới, kế hoạch kinh tế của cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump đều có rủi ro thúc đẩy lạm phát ở nền kinh tế số 1 hành tinh tăng cao hơn nữa. Hiện lạm phát tại Mỹ đang trên đà quay về mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Song nhiều người Mỹ vẫn lo ngại nguy cơ tái diễn tình trạng lạm phát cao kỷ lục như thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, khiến cho chi phí sinh hoạt bị phi mã tới mức trở thành gánh nặng lớn đối với họ. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang diễn ra, cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều tìm cách gây ấn tượng với cử tri bằng cam kết giảm lạm phát. Nhưng một số chuyên gia kinh tế cảnh báo chủ trương kinh tế của cả hai ứng cử viên đều có nguy cơ đẩy giá cả ở Mỹ tăng cao hơn. Thậm chí trong trường hợp ông Trump tái đắc cử, tỷ lệ lạm phát còn có thể tăng cao hơn nhiều. Một phân tích của Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm CRFP cho thấy, chính sách kinh tế mà bà Harris đề xuất có thể khiến thâm hụt ngân sách liên bang tăng thêm $1,700 trong vòng 10 năm. Và mức tăng này có thể lên đến $2,000 tỷ nếu chính sách nhà ở của bà Harris trở thành vĩnh viễn. Theo CRFP, phần lớn những chi phí này đến từ đề xuất mở rộng chính sách tín dụng thuế trẻ nhỏ, Child Tax Credit của bà Harris. Còn theo Phó Chủ tịch cấp cao Mark Greenway của CRFP, cả hai ứng cử viên đều đưa ra đề xuất chính sách kinh tế có khả năng gây thâm hụt ngân sách, mà thâm hụt tăng trong ngắn hạn đồng nghĩa áp lực lạm phát lớn hơn, dẫn tới tình trạng giá cả leo thang ở các cửa hàng thực phẩm, trạm bơm xăng. Điều này có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất chậm hơn. Về phần mình, cựu Tổng thống Trump cho đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch kinh tế chi tiết như bà Harris. Tuy nhiên, phân tích của CRFP về những đề xuất mà ông Trump đưa ra về xóa thuế phúc lợi an sinh xã hội cho thấy kế hoạch sẽ tiêu tốn từ $1,600 đến $1,800 tỷ trong thời gian đến năm 2035. Phần trọng tâm trong kế hoạch kinh tế của bà Harris là làm cho giá nhà ở hợp lý hơn. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên đề xuất của Tổng thống Joe Biden, bao gồm xây dựng 3 triệu đơn vị nhà ở mới trong vòng 4 năm tới, hỗ trợ trả trước và tín dụng thuế cho người mua nhà lần đầu. Kế hoạch nhà ở của Phó Tổng thống Harris còn bao gồm tăng gấp đôi quỹ đổi mới trị giá $20 tỷ của chính quyền Tổng thống Biden dành cho xây dựng nhà ở. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng những nỗ lực tăng nguồn cung nhà ở sẽ giúp giải tỏa nút thắt hiện tại trên thị trường bất động sản Mỹ, một nguyên nhân khiến cho giá nhà và lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại tỏ ra lạc quan thận trọng với những nỗ lực kích thích nhu cầu mua nhà mà bà Harris đưa ra. Giáo sư chính sách công và kinh tế Justin Wolfers của Đại học Michigan nhận định, vấn đề hiện nay là có quá nhiều người muốn mua nhà và có quá nhà để mua. Giải pháp cho vấn đề đó không phải chỉ là cấp thêm tiền cho người muốn mua nhà. Đồng quan điểm nói trên, nhà kinh tế trưởng Sue Brusselas tại RSMUS nói rằng các kế hoạch hỗ trợ những người mua nhà lần đầu có thể tạo được sức hút với những cử tri trẻ, nhưng tác động đối với thị trường vẫn chưa rõ ràng. Trong số những chủ trương kinh tế mà ông Trump đưa ra, có kế hoạch tăng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu, gia hạn chương trình cắt giảm thuế năm 2017, tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, siết chặt kiểm soát người nhập cư, trục xuất số lượng lớn người nhập cư trái phép. Trong một lá thư ngỏ hồi tháng 6 vừa qua, một nhóm gồm 16 nhà kinh tế đoạt giải Nobel đã cảnh báo rằng các ý tưởng kinh tế của ông Trump, đặc biệt là việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc và các đối tác thương mại quốc tế, gia hạn chương trình cắt giảm thuế năm 2017 và cắt giảm thêm thuế suất thuế doanh nghiệp sẽ không chỉ khiến lạm phát bùng trở lại mà còn có tác động tiêu cực đến vị thế kinh tế của Mỹ trên thế giới và gây bất ổn cho nền kinh tế đất nước. Đề cập đến các kế hoạch kinh tế của ông Trump, đặc biệt là việc áp thuế 20% đối với hàng nhập khẩu, Phó Tổng thống Harris cho rằng những biện pháp này sẽ khiến chi phí của một gia đình Mỹ điển hình tăng thêm $3,900 mỗi năm. Trong khi đó, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ước tính rằng các đề xuất thuế quan của ông Trump sẽ khiến một hộ gia đình có thu nhập trung bình điển hình ở Mỹ tiêu tốn thêm ít nhất $1,700 một năm.
Bên cạnh đó, giới chuyên gia đã cảnh báo rằng ý định trục xuất 15 đến 20 triệu người nhập cư trái phép mà ông Trump đưa ra có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thị trường lao động Mỹ, vốn mới dần hồi phục sau cú sốc cung cầu việc làm do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo các nhà phân tích kinh tế, với một lượng lớn lao động nhập cư bị trục xuất, các doanh nghiệp sẽ buộc phải tăng lương và giá cả. Ngoài ra, nguồn lao động nhập cư dồi dào đã giúp thị trường lao động Mỹ hồi phục và tăng năng suất lao động, qua đó giúp giải tỏa bớt áp lực lạm phát. Chuyển sang các thông tin nổi bật khác. Thưa quý khán giả, liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ, mới đây, ứng viên độc lập Robert Kennedy, cháu trai cố Tổng thống John Kennedy thông báo dừng chiến dịch tranh cử và tuyên bố chuyển sang hậu thuẫn cựu Tổng thống Donald Trump. Theo tờ Guardian, ngày 23 tháng 8, Robert Kennedy đã thông báo đình chỉ cuộc đua vào Nhà Trắng, thay vào đó tuyên bố ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Trong thông báo của mình, Robert Kennedy cho biết không còn tin mình có cơ hội thực tế để chiến thắng trong cuộc bầu cử trước sự kiểm duyệt kiểm soát truyền thông có hệ thống và liên tục. Robert Kennedy cho biết không thể yêu cầu các nhân viên tình nguyện viên của mình tiếp tục làm việc trong nhiều giờ hay yêu cầu những nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ tài chính khi không thể tiếp tục nói với họ rằng mình có con đường thật sự để vào Nhà Trắng. Kennedy cho hay ông rút tên khỏi lá phiếu của 10 bang chiến địa, nơi ông có thể tạo ra sự khác biệt, trong khi vẫn giữ tên trên lá phiếu của những bang còn lại. Được biết, chỉ mới một tuần trước đó, ông Kennedy đã nộp 118.000 chữ ký để tên ông xuất hiện trên lá phiếu bầu cử của Arizona, trong khi chỉ cần khoảng 42.000 chữ ký. Tuy nhiên, theo New York Times, hai nguồn tin cho biết những chữ ký này được thu thập bởi một siêu ủy ban hành động chính trị BAC ủng hộ ông Kennedy, chứ không phải từ chính chiến dịch. Luật liên bang Mỹ hạn chế các tổ chức bên ngoài kết hợp với các chiến dịch, nên động thái này có thể khiến chiến dịch của ông Kennedy đối mặt với khiếu nại pháp lý. Ông Kennedy bắt đầu tranh cử tổng thống vào năm 2023 với tư cách là đảng viên đảng Dân Chủ, đối đầu với ông Joe Biden. Sau đó, ông tự chạy chiến dịch độc lập, khiến cả hai đảng lớn lo ngại ông sẽ thu hút những sự ủng hộ quan trọng. Trong những tuần gần đây, khi tiền tài trợ dần cạn kiệt, sự ủng hộ dành cho ông Kennedy trong các cuộc thăm dò toàn quốc giảm xuống còn khoảng 5%. Con số này không đủ để chiến thắng, nhưng vẫn đủ để ảnh hưởng đến kết quả, tùy thuộc vào số phiếu ở các bang chiến trường. Được biết, ông Kennedy dành phần lớn sự nghiệp làm luật sư môi trường. Trong những năm gần đây, ông được biết đến vì phản đối vaccine, cũng như thúc đẩy thuyết âm mưu và thông tin sai lệch của phe cánh hữu. Nhiều thành viên trong gia đình Kennedy đã lên án việc ông ứng cử và ủng hộ ông Biden. Bộ Tài chính Mỹ thông báo đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 400 công ty, cá nhân ở Nga và các nước thứ ba vì hỗ trợ Moscow. Đáng chú ý, một số công ty Trung Quốc cũng có tên trong danh sách này. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với khoảng 10 mạng lưới chuyên biệt, chỉ định hơn 100 mục tiêu trên 16 khu vực pháp lý, trong đó có Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với lý do giúp Nga tránh lệnh trừng phạt. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, các lệnh trừng phạt nhắm vào hơn 60 công ty công nghệ và quốc phòng có trụ sở tại Nga, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Ngoài ra, Mỹ còn nhắm vào các chương trình vũ khí hóa học và sinh học, cũng như các thực thể liên quan đến lĩnh vực kim loại và khai thác mỏ của Nga. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, chính quyền Mỹ thừa nhận Washington đang thảo luận với Ukraine về triển vọng mở rộng phạm vi tấn công vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sai phát biểu với báo chí hôm 22 tháng 8, nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong khu vực Kursk không trái với chính sách của nước này. Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết 8 người, bao gồm một trẻ em, ở các quận phía Nam vào hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 8. Trong khi Hezbollah cho biết 7 người chết khác là chiến binh. Đây là một trong số những người chết cao nhất trong một ngày đối với nhóm được Iran hậu thuẫn, kể từ khi nhóm này bắt đầu giao tranh qua biên giới với Israel để ủng hộ đồng minh Hamas. Sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm chiến binh Palestine vào Israel đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza.
Bộ Y tế cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của kẻ thù Israel đã giết chết 2 người, bao gồm một đứa trẻ 7 tuổi, và các cuộc tấn công của Israel khác đã giết chết 6 người ở 4 địa điểm khác ở phía Nam. Cơ quan thông tấn quốc gia của Lebanon cho biết máy bay không người lái của kẻ thù đã nhắm vào một ngôi nhà ở Ayta al-Zaba bằng hai tên lửa dẫn đường. Hezbollah cho biết 7 chiến binh của họ đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 13 cuộc tấn công vào các vị trí của Israel trong ngày, gồm một số loạt tên lửa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.